Thưa quý vị, thưa tất cả anh chị em học viên, pháp luật an toàn giao thông đường bộ Việt Nam quy định người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ phải qua đào tạo. Tùy theo nhu cầu của người học và mục đích sử dụng loại phương tiện sau đào tạo, học viên có thể tự lựa chọn để theo học một trong ba loại hình cơ bản sau đây: giấy phép lái xe hạng B1, thời gian thực học 11 tuần lễ; giấy phép lái xe hạng B2, thời gian thực học 13,5 tuần; và giấy phép lái xe hạng C, thời gian thực học là 20 tuần. Khoản 5 điều 56 Luật Đường bộ Việt Nam quy định không thực hiện đào tạo mới để cấp giấy phép lái xe hạng D, hạng E và hạng F. Người học có nhu cầu chỉ thực hiện bổ túc nâng cao trình độ thông qua các kỳ thi, nếu đạt yêu cầu sẽ được nâng hạng giấy phép lái xe, nhưng phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định về độ tuổi, về thâm niên và cây số lái xe an toàn. Người qua đào tạo phải học đủ chương trình và được cấp chứng chỉ nghề. Chứng chỉ nghề do cơ sở thực hiện đào tạo xét và cấp, kèm theo hồ sơ theo quy định trình cơ quan quản lý đào tạo và sát hạch thẩm duyệt mới đủ tư cách dự thi. Để được cấp giấy phép lái xe, mọi thí sinh phải thực hiện thi tại các trung tâm sát hạch tập trung. Trung tâm sát hạch tập trung phải đủ điều kiện như phòng thi lý thuyết, sân bãi thi, tình huống thi, phương tiện chuyên dùng phục vụ thi. Tất cả các điều kiện đảm bảo nói ở trên đều phải được cài đặt vào hệ thống giám sát coi chấm thi tự động. Để giúp chúng ta trực quan vận dụng thực hiện các bài tập tình huống theo tiêu chuẩn ngành giao thông vận tải quy định, Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Cơ giới Đường bộ thông qua giáo viên hướng dẫn thực hành lái xe sẽ thể hiện cái bài giảng cụ thể áp dụng đơn cử trên một loại xe để thi cấp giấy phép lái xe hạng C. Xin mời quý vị, toàn thể anh chị em học viên chúng ta theo dõi. Xin chào tất cả các anh các chị. Đến với trung tâm sát hạch lái xe số 1, Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Cơ giới Đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam. Như vậy là cho đến ngày hôm nay là các anh các chị cơ bản đã hoàn thành cái chương trình đào tạo theo quy định. Và cũng cho đến ngày hôm nay là các anh các chị cơ bản đã có đầy đủ tất cả các kỹ năng lái xe cơ bản mà các anh đã được học qua 10 bài thực hành lái xe ô tô. Hôm nay các anh các chị đến với trung tâm sát hạch là các anh tập duyệt và làm quen với cái phương tiện và cái thiết bị chấm thi tự động. Vậy thì mục đích và yêu cầu của bài đặt ra như thế nào? Mục đích thứ nhất là nhằm củng cố, nâng cao và hoàn chỉnh tất cả các kỹ năng thao tác lái xe cơ bản mà các anh các chị đã được học. Mục đích thứ hai là thông qua cái phần học này là các anh là rèn cái khả năng điều khiển xe độc lập khi điều khiển xe ở trên đường. Vậy xuất phát từ mục đích trên thì yêu cầu của bài đặt ra như thế nào? Yêu cầu thứ nhất là các anh các chị phải thực hiện các bài thi theo đúng cái trật tự đã quy định. Yêu cầu thứ hai là các anh phải đạt tối thiểu là 80/100 điểm. Yêu cầu thứ ba là chúng ta phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình ôn luyện cũng như là thi tại trung tâm sát hạch. Xin mời các anh các chị quan sát. Đây là toàn bộ sa bàn của trung tâm sát hạch được thu nhỏ lại. 10 bài thi liên hoàn được thể hiện như sau. Bài thi thứ nhất là xuất phát. Xe dừng tại vị trí xuất phát, chờ lệnh. Khi có lệnh xuất phát, đèn thi đậu bật sáng thì các anh các chị nhanh chóng bật xi nhan trái và nhanh chóng thực hiện thao tác khởi hành xe cho xe xuất phát. Khi đèn tín hiệu tắt thì nhanh chóng tắt công tắc xi nhan.
Và tiếp tục anh các chị quan sát cái đường đi từ bài số 1 đến bài số 2. Bài số 2 là bài điều khiển xe vào hình nhà xe và đi qua vết bên xe. Phương pháp thực hiện như sau. Khi vị trí đầu xe cách bài thi từ 10 đến 15 mét, các anh chị nhanh chóng giảm số về số 2, cho xe chạy với tốc độ chạy chậm, điều khiển xe tiến sát vào vạch giới hạn bên trái, cho xe tiến lên, sau đó cho xe lùi lại vào nhà xe, từ nhà xe tiến ra khỏi hình nhà xe và điều khiển xe đi qua vết bên xe. Phương pháp như sau. Điều khiển cho toàn bộ bánh xe bên phải đi qua vết bên xe. Tiếp tục điều khiển xe đi vào bài số 3. Bài số 3 là bài tăng tốc, tăng giảm số trên đoạn đường bằng có kích thước. Phương pháp thực hiện như sau. Khi đầu xe cách vị trí bài thi từ 10 đến 15 mét, thì các chị nhanh chóng giảm số về số 2, điều khiển xe đi ở giữa đường với tốc độ xe xấp xỉ 24 km/h. Khi vị trí đầu xe bắt đầu đến đầu đoạn đường bài thi, nhanh chóng lấy đà tăng tốc. Khi xe vượt qua vạch giới hạn 5 mét, đồng thời tốc độ của xe đạt lớn hơn tốc độ 24 km/h, thì các chị nhanh chóng tăng số từ số 2 lên số 3. Sau đó, nhanh chóng giảm tốc độ, giảm ga, đệm phanh và thực hiện thao tác giảm số từ 3 về 2. Và các chị duy trì số 2 cho xe chạy vượt qua ngã tư. Tiếp tục điều khiển xe đến bài số 4. Bài số 4 là bài điều khiển xe đi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Phương pháp thực hiện như sau. Khi vị trí đầu xe cách ngã tư khoảng 10 đến 15 mét, thì anh các chị giảm số về số 2. Lái xe đi đúng phần đường bên phải với tốc độ xe chạy chậm. Đồng thời, quan sát đèn tín hiệu. Nếu thấy đèn xanh bật sáng, thì nhanh chóng điều khiển cho xe đi vượt qua ngã tư. Nếu thấy đèn vàng hoặc đèn đỏ bật sáng, thì các anh từ từ cho xe dừng lại đúng vị trí quy định, chờ. Khi đèn xanh bật sáng, thì chúng ta nhanh chóng thực hiện thao tác khởi hành cho xe vượt qua ngã tư. Tiếp tục điều khiển xe đến bài thi số 5. Đó là bài điều khiển xe đi vào đường quanh co liên tục, hay còn gọi là đường chữ S. Phương pháp thực hiện như sau. Khi đầu xe cách bài thi từ 10 đến 15 mét, cũng giảm số về số 2. Lái xe đi giữa phần đường và với tốc độ xe chạy chậm. Khi đầu xe bắt đầu đến đoạn đường của bài thi, thì chúng ta điều khiển cho xe tiến sát vào vạch giới hạn ở bên trái. Đồng thời, quan sát gương chiếu hậu bên phải, quan sát gương chiếu hậu ở bên trái để điều khiển cho xe đi hết hình. Tiếp tục điều khiển xe đến bài số 6. Xin mời các anh các chị quan sát đường đi từ bài số 5 đến bài số 6. Cho xe đi lên cầu vượt, tiến về ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Phương pháp thực hiện như sau. Khi đầu xe cách vị trí ngã tư khoảng 10 đến 15 mét, thì các chị giảm số về số 2. Điều khiển cho xe đi đúng phần đường bên phải với tốc độ xe chạy chậm. Đồng thời, quan sát tín hiệu điều khiển giao thông. Nếu thấy đèn xanh bật sáng, thì nhanh chóng điều khiển cho xe vượt qua ngã tư rẽ trái. Nếu thấy đèn vàng, đèn đỏ bật sáng, thì từ từ cho xe dừng lại đúng vị trí quy định. Chờ. Khi đèn xanh bật sáng, nhanh chóng bật xi nhan trái và điều khiển cho xe đi qua ngã tư rẽ trái. Tiếp tục điều khiển xe đến bài số 6. Bài số 6 là bài điều khiển xe đi vào đường vòng vuông. Phương pháp thực hiện như sau. Khi vị trí đầu xe cách bài thi từ 10 đến 15 mét, giảm số về số 2. Đồng thời điều khiển xe đi đúng phần đường bên phải với tốc độ xe chạy chậm. Tiếp tục điều khiển xe đi vào đường vòng vuông rẽ trái. Sau đó điều khiển xe đi vào đường vòng vuông rẽ phải. Và tiếp tục điều khiển xe đến bài số 7. Bài số 7 là bài dừng xe đúng mục tiêu và khởi hành xe đường dốc. Phương pháp thực hiện như sau. Khi đầu xe cách vị trí bài thi từ 10 đến 15 mét, thì các chị nhanh chóng giảm số về số 2, điều khiển xe đi đúng phần đường bên phải với tốc độ xe chạy chậm. Đồng thời, quan sát gương phía trước đầu xe để dừng xe đúng mục tiêu. Sau đó, nhanh chóng thực hiện thao tác khởi hành xe đường dốc cho xe vượt lên dốc. Tiếp tục điều khiển xe đến bài số 8.
Xin mời các anh các chị tiếp tục quan sát đường đi từ bài số 7 đến bài số 8. Bài số 8 là bài dừng xe nhường đường người đi bộ cắt ngang đường. Phương pháp thực hiện như sau. Khi đầu xe cách vị trí bài thi từ 10 đến 15 mét, các anh các chị giảm số về số 2, đồng thời điều khiển xe đi đúng phần đường bên phải. Quan sát gương phía trước đầu xe để dừng xe đúng mục tiêu. Sau đó nhanh chóng thực hiện thao tác khởi hành xe cho xe tiến lên. Các anh các chị tiếp tục quan sát đường đi từ bài số 8 đến bài số 9. Bài số 9 là bài dừng xe nhường đường sắt cắt ngang đường bộ. Phương pháp thực hiện như sau. Khi vị trí đầu xe cách bài thi từ 10 đến 15 mét, các anh các chị giảm số về số 2. Lái xe đúng phần đường bên phải với tốc độ xe chạy chậm, đồng thời quan sát gương phía trước đầu xe để dừng xe đúng mục tiêu. Sau đó nhanh chóng thực hiện thao tác khởi hành xe cho xe tiến lên. Tiếp tục điều khiển xe đến bài thi số 10. Bài thi số 10 là bài kết thúc hay còn gọi là về đích. Phương pháp thực hiện như sau. Khi vị trí đầu xe cách bài thi từ 10 đến 15 mét, các anh các chị giảm số về số 2. Đồng thời điều khiển xe đi đúng phần đường bên phải, bật xi nhan rẽ phải và từ từ điều khiển cho xe vượt qua vạch kết thúc. Kết thúc 10 bài thi liên hoàn. Các anh các chị chú ý một số quy định chung khi thực hiện 10 bài thi liên hoàn ở trong trung tâm. Quy định thứ nhất là quy định về tổng thời gian của bài thi. Khi thực hiện bài thi từ bài số 1 cho đến bài số 10, tổng thời gian của bài thi không vượt quá 20 phút. Cứ sau 5 giây thì sẽ bị trừ đi 1 điểm. Riêng có 3 bài thi: bài điều khiển xe vào hình nhà xe, bài điều khiển xe đi qua hình quanh co liên tục, bài điều khiển xe đi qua hình vòng vuông. 3 cái bài này quy định là riêng là thời gian không được vượt quá 2 phút. Nếu vượt quá 2 phút thì sẽ bị trừ đi 5 điểm. Cái quy định chung thứ hai là quy định về tốc độ. Khi thực hiện 10 bài thi từ bài số 1 cho đến bài số 10, tốc độ lái xe trong trung tâm là không được vượt quá 24 km/h. Nếu vượt quá 24 km/h thì sau 3 giây sẽ bị trừ đi 1 điểm. Quy định chung thứ ba là khi thực hiện từ bài số 1 cho đến bài số 10, cứ mỗi một lần xe bị chết máy thì sẽ bị trừ đi 5 điểm. Vừa rồi là tôi đã trình bày với các anh chị toàn bộ cái quy trình thực hiện 10 cái bài thi thực hành lái xe ở trong trung tâm. Sau đây xin mời tất cả các anh các chị cùng tôi ra thực tế, ra xe để chứng minh toàn bộ những nội dung tôi vừa trình bày với các anh các chị ở trên. Xin mời các anh các chị ra xe. Trình tự thực hiện bài số 1 xuất phát. Lái xe vào vị trí dừng xe trước vạch xuất phát từ 30 đến 50cm chờ lệnh xuất phát. Khi có lệnh xuất phát, bật công tắc xi nhan bên trái, gài vào số 1, khởi hành xe cho xe xuất phát. Khi tín hiệu báo kết thúc xuất phát, nhanh chóng tắt đèn xi nhan. Tiếp tục lái xe đến bài số 2. Yêu cầu đạt được: khởi hành xe êm dịu, không rung giật, không chết máy và đảm bảo thời gian quy định. Các lỗi bị trừ điểm: sau 20 giây không xuất phát được bị trừ 5 điểm. Quá 30 giây không xuất phát được, bài thi bị loại. Không bật hoặc không tắt xi nhan bị trừ 5 điểm.
khi vị trí đầu xe cách bài thi từ 10 đến 15 mét, giảm về số 2, điều khiển xe với tốc độ chạy chậm, cho xe tiến vào hình. Cho xe chạy song song với vạch giới hạn ở bên trái, với khoảng cách từ 20 đến 30cm, giữ thẳng chờ thời điểm lên lái. Thời điểm lên lái là khi vị trí người ngồi lái tương ứng với cửa nhà xe, từ từ lấy tay lái sang bên phải. Khi xe gần đến vạch giới hạn thì nhanh chóng trả lái và dừng xe lại trước vạch giới hạn. Quan sát gương chiếu hậu bên trái, quan sát gương chiếu hậu bên phải để xác định hướng lùi, để xác định khoảng cách ban đầu giữa xe và vạch giới hạn để có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp, sau đó thực hiện cho xe lùi lại. Khi lùi, lưu ý là lùi với tốc độ chạy chậm, đồng thời quan sát gương chiếu hậu bên trái để điều chỉnh khoảng cách giữa bánh xe bên trái và cái góc cửa nhà xe. Thời điểm lên lái là khi vị trí đỉnh đốt phía sau quan sát tương ứng với góc cửa nhà xe. Đây chính là thời điểm lấy hết lái sang bên trái cho xe lùi về trong nhà xe. Các anh chị lưu ý. Lấy hết tay lái cho xe lùi về trong nhà xe. Đồng thời nhanh chóng quan sát sang gương chiếu hậu bên phải cho thời điểm trả lái. Khi quan sát thấy vị trí góc phía sau của nhà xe xuất hiện ở gương phải, đây chính là thời điểm trả lái sang bên phải. Đồng thời vừa trả lái vừa điều chỉnh cho xe lùi cân vào trong nhà xe. Các anh chị lưu ý nhìn quan sát qua gương. Chờ thời điểm dừng xe, quan sát qua gương. Khi bánh xe đè lên đường cảm biến thì nhanh chóng dừng xe lại. Kết thúc bước thứ hai, chúng ta chuyển sang bước thứ ba, tiến xe ra khỏi hình nhà xe. Cho xe tiến thẳng, chờ thời điểm lấy lái. Khi vị trí người ngồi lái tương ứng với cửa nhà xe B, E, đây chính là thời điểm từ từ lấy lái sang bên phải cho xe tiến ra khỏi hình nhà xe. Tiếp tục quan sát để điều khiển xe đi qua vết bánh xe. Phương pháp điều chỉnh như sau. Điều khiển cho bánh xe bên phải, cả bánh trước và bánh sau, đi qua vết bánh xe. Căn ngực lái đúm còi thẳng với một đường thẳng tưởng tượng song song với vết bánh xe về bên trái với khoảng cách từ 60 đến 70cm. Sau đó giữ thẳng tay lái, điều khiển cho xe đi qua vết bánh xe. Kết thúc bài thi số 2. Yêu cầu đạt được: bánh xe không được đè lên vạch cảm biến, không được vượt quá thời gian quy định của bài thi là 2 phút. Các lỗi bị trừ điểm khi thực hiện bài thi số 2: bánh xe đè lên vạch cảm biến 1 lần bị trừ đi 5 điểm, quá thời gian quy định 2 phút bị trừ 5 điểm, tiến lùi không hoàn thành bài thi bị loại. We'll be right back.
Bài thi tiếp theo là bài thi tăng tốc độ và thay đổi số trên đoạn đường bằng. Phương pháp thực hiện như sau. Khi đầu xe cách vị trí tăng tốc độ từ 10 đến 15 mét, ta tiến hành giảm số về số 2. Ga nhẹ ổn định, giữ nguyên tốc độ xấp xỉ 24 km/h. Điều khiển xe đi đúng đường. Khi đầu xe đến vị trí tăng tốc độ, tiến hành tăng ga cho tốc độ lớn hơn 24 km/h, tăng số từ số 2 lên số 3. Sau đó nhanh chóng giảm tốc độ, giảm ga đệm phanh cho tốc độ nhỏ hơn 20 km/h, giảm số từ số 3 về số 2. Các lỗi trừ điểm như sau. Tăng tốc độ và giảm tốc độ không đúng quy định, trừ 5 điểm. Tăng giảm số không đúng vị trí quy định, trừ 5 điểm. Lái xe lệch khỏi cảm biến đường thì bài thi không đạt. Kết thúc bài thi số 3. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư co đèn điều khiển giao thông. Phương pháp thực hiện như sau. Khi đầu xe cách ngã tư từ 10 đến 15 mét, ta tiến hành giảm số về số 2, ga nhẹ ổn định, lái xe đúng bên phải phần đường của mình. Đồng thời quan sát tín hiệu đèn. Nếu tín hiệu đèn vàng hoặc đỏ thì dừng xe đúng vị trí quy định. Tiếp tục quan sát tín hiệu đèn. Khi đèn xanh bật sáng thì khởi hành cho xe đi thẳng. Phần thi tiếp theo là phần thi lái xe rẽ trái qua ngã tư có đèn điều khiển giao thông. Phương pháp thực hiện như sau. Khi đầu xe cách ngã tư từ 10 đến 15 mét, giảm số về số 2, ga nhẹ ổn định, cho xe đi đúng phần đường quy định. Đồng thời quan sát tín hiệu đèn. Nếu tín hiệu đèn vàng hoặc đỏ thì dừng xe đúng vị trí quy định. Tiếp tục quan sát. Khi thấy đèn xanh bật sáng thì bật xi nhan rẽ trái, lái xe qua ngã tư rẽ trái. Các lỗi trừ điểm. Không dừng đúng vị trí quy định, trừ 5 điểm. Vượt đèn đỏ, trừ 10 điểm. Quá 20 giây không khởi hành qua ngã tư, trừ 5 điểm. Quá 30 giây không khởi hành qua ngã tư, bài thi không đạt. We'll be right back.
bài đường vòng quanh co, xe cách biển báo bài từ 10 đến 15 mét cho xe giảm tốc độ về số 2, quan sát và lái xe vào bài với tốc độ chạy chậm. Khi xe tiến vào bài, điều khiển sao cho bánh phía trái phía trước cách vạch giới hạn trái từ 20 đến 40 cm. Kết hợp quan sát gương chiếu hậu phải, điều chỉnh sao cho bánh sau bên phải cách vạch giới hạn phải từ 20 đến 40 cm. Các lỗi trừ điểm: bánh xe đèn lên vạch giới hạn cứ sau một lần trừ 5 điểm. Thực hiện bài vượt quá thời gian quy định bài 2 phút trừ 5 điểm. Tiếp tục lái xe qua bài đường vòng quanh co, lái xe đến bài thi tiếp theo. Bài thi tiếp theo, bài đường vòng vuông. Phương pháp thực hiện như sau: khi xe cách bài đường vòng vuông từ 10 đến 15 mét, cho xe giảm tốc độ về số 2, quan sát và lái xe bám sát phần đường bên phải. Khi vị trí người lái tương ứng với vạch giới hạn AB, đánh đều và hết lái sang bên trái. Khi xe tiến vào bài, điều khiển cho bánh trước bên phải cách vạch giới hạn phải từ 20 đến 40 cm. Khi vị trí người lái tương ứng với vạch giới hạn BC, ta lấy đều và hết lái sang bên trái. Kết hợp quan sát gương chiếu hậu trái, điều chỉnh cho bánh sau bên trái cách vạch góc B từ 20 đến 30 cm. Khi vị trí đầu xe nằm giữa hai vạch giới hạn BC và B phải C phải, trả lái, tiến xe lên vạch giới hạn DE. Điều khiển sao cho bánh bên trái phía trước cách vạch giới hạn DE từ 20 đến 40 cm. Quan sát khi vị trí người lái tương ứng với vạch giới hạn E phải, F phải, đánh đều và hết lái sang bên phải. Kết hợp quan sát gương chiếu hậu phải, điều chỉnh sao cho bánh sau bên phải cách vạch giới hạn góc E phải từ 20 đến 30 cm. Khi vị trí đầu xe nằm giữa hai vạch giới hạn EF, E phải, F phải, trả lái và lái xe kết thúc bài hình vòng vuông. Yêu cầu đạt được: bánh xe không được đèn đến vạch giới hạn, thực hiện bài không quá vượt quá 2 phút, không được để xe chết máy trong hình. Các lỗi trừ điểm: bánh xe đèn đến vạch giới hạn một lần trừ 5 điểm, để xe chết máy trong hình sau một lần trừ 5 điểm, vượt quá thời gian quy định của bài sau 2 phút trừ 5 điểm.
Bài thi tiếp theo: dừng xe, khởi hành ngang dốc. Phương pháp thực hiện như sau. Trước hết ta phải xác định về khoảng cách giữa xe với vạch dừng xe. Khi xe cách vạch dừng xe từ 20 đến 25 mét, ta giảm tốc độ, giảm về số thấp cho xe đi đúng phần đường. Khi xe cách vạch dừng xe từ 2 đến 3 mét, quan sát gương cầu trước xe. Khi xe tấm chắn phía trước của xe cách vạch dừng xe từ 30 đến 50 cm, thực hiện thao tác dừng xe. Sau đó, ta thực hiện thao tác khởi hành xe. Yêu cầu đạt được: dừng xe đúng vị trí, nỗi trừ điểm, dừng xe vượt vạch hoặc không dừng xe, bài thi không đạt. Khởi hành xe trôi 50 cm trừ 10 điểm, thời gian khởi hành quá 20 giây bị trừ 5 điểm, quá 30 giây bài thi không đạt. Bài thi tiếp theo: dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Trình tự thực hiện: quan sát biển báo hiệu nguy hiểm đường người đi bộ cắt ngang. Khi xe gần tới biển báo hiệu thì giảm tốc độ, giảm số, điều khiển xe từ từ tiến vào vị trí dừng xe. Quan sát gương phản chiếu phía trước. Khi thấy tấm chắn phía trước của xe cách vạch dừng xe khoảng từ 20 đến 40 cm thì dừng xe. Khi xe đã dừng hẳn mới thực hiện thao tác khởi hành xe. Yêu cầu dừng xe đúng vị trí quy định, khởi hành êm dịu. Các lỗi trừ điểm: không dừng xe hoặc không dừng đúng vị trí quy định trừ 5 điểm. Bài thi tiếp theo: dừng xe nơi có đường sắt chạy qua. Trình tự thực hiện: quan sát biển báo hiệu nguy hiểm. Khi xe cách biển báo hiệu từ 10 đến 15 mét thì phải giảm tốc độ, về số thấp, từ từ cho xe tiến vào vị trí dừng xe. Quan sát gương cầu phía trước. Khi tấm chắn phía trước cách vạch dừng xe khoảng từ 20 đến 40 cm thì dừng xe. Phối hợp nhịp nhàng các thao động tác: nhả tới tầm tiếp giáp, nhả phanh tay, đồng thời tiếp ga, từ từ nhả hết côn cho xe khởi hành lên dốc và qua đoạn đường sắt cắt ngang. Các lỗi trừ điểm: không dừng xe trừ 5 điểm, dừng xe không đúng vị trí quy định trừ 5 điểm.
bài tín hiệu kết thúc và kết thúc bài thi. Phương pháp thực hiện: khi xe cách vạch kết thúc khoảng từ 20 đến 25 mét thì giảm tốc độ, giảm số về số thấp và bật công tắc tín hiệu đèn xin đường bên phải. Lái xe đi đúng phần đường bên phải, cho xe vượt qua vạch kết thúc. Thực hiện thao tác dừng đỗ xe và hoàn thành bài thi theo quy trình tại trung tâm sát hạch lái xe số 1. Yêu cầu đạt được: phải phát tín hiệu xin đường bên phải để vào vị trí kết thúc bài thi. Xe phải đi qua vạch kết thúc mới được đỗ dừng xe để kết thúc bài thi. Các lỗi trừ điểm: không bật công tắc đèn xi nhan đường bên phải trừ 5 điểm. Lái xe không đi qua vạch kết thúc thì bài thi không kết thúc. Thưa quý vị và các bạn, phương thức sát hạch đánh giá kết quả, chất lượng thực hiện các phần thi, bài thi thực hành tình huống của thí sinh tại các trung tâm sát hạch nói chung và tại trung tâm sát hạch lái xe số 1 thuộc Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Cơ giới Đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam nói riêng, hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng làm chủ tốc độ, kỹ năng thực hiện các động tác, thao tác khi điều khiển phương tiện thi của thí sinh. Đòi hỏi độ chính xác cao, hạn chế tối đa sự can thiệp của yếu tố con người do thực hiện giám sát, bắt lỗi, tự động chấm thi và kết luận của máy. Vấn đề đòi hỏi đặt ra ở đây chính là sự cần thiết phải tự đổi mới mình của từng cơ sở đào tạo, sao cho cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy, sân bãi, tình huống luyện tập, phương tiện chuyên dùng dạy thực hành lái xe sát với yêu cầu tiêu chuẩn ngành giao thông vận tải quy định. Cùng với việc lựa chọn biện pháp quản lý thực hiện chương trình nâng cao chất lượng đào tạo cơ bản, chất lượng luyện tập, từng bài tập tình huống thực hành lái xe, sự đánh giá trung thực, khách quan của các hội đồng thi. Trung tâm sát hạch tập trung tự động hóa sẽ cho ra trường nhiều lái xe cơ giới đường bộ tham gia giao thông an toàn và giảm thiểu nỗi lo chung của xã hội trước tình hình tai nạn giao thông đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Người chiến binh mới yêu ơi, anh biết rằng nơi nơi khắp tuyến đường tôi ngó
quanh bên thường từ từ mà căng trong đêm như con niềm tin ta để ta vững vàng thêm tôi người lái xe đã có bao nơi yêu đời bấy nhiêu chục vượt đèo sẽ băng qua nó.